Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Kiên Núi Cũ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng trải nghiệm theo dõi những cái mẫu đồng hồ vừa mới về tại cửa hàng Kiên Núi Cũ các bác ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác 5 mẫu đồng hồ. Đây là các mẫu đồng hồ xưa chính hãng thuộc các dòng đồng hồ của Nhật Bản. Đây là có 3 mẫu đồng hồ Seiko và 2 mẫu đồng hồ tới từ các thương hiệu Thụy Sĩ chính hãng. Thì chi tiết về các mẫu đồng hồ này thì em và các bác sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây ạ. Trên tay em là mẫu đồng hồ S85, là một mẫu Seiko mặt vuông chém cạnh của đồng hồ Nhật Bản. Có rất là nhiều các khách hàng thì trong tuần vừa qua đã nhắn tin tới cửa hàng và mong muốn là được xem cái mẫu Seiko chém cạnh. Thì thực sự là hôm nay cũng mới về được một chiếc như thế này thì em cũng giới thiệu ngay lên để cho các bác có thể cập nhật được các mẫu đồng hồ. Thì về cái mẫu này thì các bác có thể thấy tổng quan nó có cái hơi hướng cổ điển với cái phần mặt màu vàng, mặt vuông chém cạnh, và cái thiết kế này thì nó cũng không kém cái phần mạnh mẽ và khóa tính. Phần dây của mẫu đồng hồ Seiko 5 mặt vuông chém cạnh này với thiết kế cái phần dây khá là lớn, dây của nó là chiều ngang 22. Thì các bác nào mà có cổ tay vừa và lớn thì đeo mẫu đồng hồ này sẽ rất là đẹp. Và các bác mà cổ tay nhỏ mà các bác lại thích những cái dòng đồng hồ mạnh mẽ thì đây cũng là một cái thiết kế để cho các bác lựa chọn. Ví dụ như cổ tay em là có cổ tay là 10-15 thì đeo cái mẫu này lên nhìn rất là đẹp. Mẫu này thì chạy máy cơ tự động các bác nhé. Đây ạ. Khi mà em lắc lên thì kim của đồng hồ đã trôi rồi các bác nhé. Cái phần size ngang này á, size chiều ngang của mẫu Seiko mặt vuông chém cạnh mã S85 này là size 35, với cái phần chiều dọc này là 30. Còn nếu như các bác muốn tính size theo cái mặt tròn ấy thì là cái đường chéo này của đồng hồ là lên tới là 40, tức là cái phần mặt của đồng hồ này cũng khá là lớn. Nhưng các bác cổ tay lớn, các bác cổ tay to là các bác vẫn có thể đeo được các bác nhé. Mẫu này thì có thiết kế hai lịch này. Phần mặt tròn bên trong đó là mặt màu vàng, nhìn rất là sáng, rất là thu hút. Để em sẽ mở cái phần đây, cái phần nắp sau này các bác cùng xem kỹ cái phần nắp sau của đồng hồ trước khi mà em mở máy của đồng hồ ra để các bác cùng xem bộ máy bên trong ạ. Đây ạ. Phần máy bên trong của đồng hồ cũng rất ưng ý. Đây các bác cùng xem phần máy bên trong này. Máy Seiko chính hãng. Máy rất là đẹp. Đây các bác này. Phần máy bên trong của đồng hồ đây. Tất cả các chi tiết đều giữ được nguyên bản. Máy rất là đẹp. Mẫu Seiko này có mã là S85 mặt vuông chém cạnh, với phần mặt trung tâm là phần mặt vàng, vỏ ngoài thép không gỉ. Các chi tiết còn giữ được nguyên bản các bác nhé. Các bác cùng xem lại phần của mã Seiko S85 này. Các bác nhớ dùm em mã của đồng hồ này là mã S85 ạ. Phần kim màu đen nổi bật trên cái nền mặt vàng này rất là đẹp. Duy nhất là mẫu Seiko mặt vuông chấm cạnh vừa mới về tại cửa hàng Kiên Núi Cũ, mã S85 các bác nhé. Đồng hồ thứ hai có mã F65, một mẫu tiếp theo của Seiko, một thiết kế mang cái hơi hướng là tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết và đơn giản. Vỏ đồng hồ là thép không gỉ sáng bóng. Phần mặt bên trong của đồng hồ là mặt trải tia với phần kim màu vàng nổi bật trên nền mặt màu trắng. Các bác yêu thích sự đơn giản tinh tế thì đây là một cái lựa chọn không thể bỏ qua. Các bác yêu thích các mẫu đồng hồ xưa, một mẫu Seiko với phần vỏ ngoài màu trắng, nền mặt trắng rất là đẹp. Size mặt của đồng hồ Seiko 5 F65 này là size 37. Phần mặt sau của đồng hồ đây ạ.
có một vài vết xước ở cái phần mặt sau này, tuy nhiên rằng là đây đều là những chiếc đồng hồ đã lâu đời, đồng hồ xưa nên những cái vết xước như thế này là rất khó tránh khỏi ạ. Nhưng các bác lưu ý dùm em là những mẫu đồng hồ này với cái phần thiết kế vỏ ngoài thép không rỉ sáng như thế này thì cái vẻ đẹp của nó thì luôn luôn được bảo tồn các bác nhé. Tức là các bác có đeo trong một thời gian dài nữa thì những mẫu đồng hồ này nó vẫn giữ được những cái nét sáng như vậy thôi, với cái chất thép của Nhật rất là đẹp. Đây là phần máy bên trong của F65 ạ. Giống như cái thiết kế phần ngoài của F65 thì phần máy bên trong cũng rất là sáng. Máy rất là đẹp các bác nhé. Cường kiên đồ cũ thì bảo hành 1 năm và free ship trên toàn quốc khi các bác mua đồng hồ tại kiên đồ cũ. Các bác lưu ý dùm em là tất cả các mẫu đồng hồ tại cửa hàng Kiên đồ cũ đều là những mẫu đồng hồ xưa, những mẫu đồng hồ đã qua sử dụng và hiện nay thì hầu như là không còn sản xuất nữa. Nên là khi mà các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì hãy nhắn tin ngay về cái số Zalo 0936050424 để tìm cho mình những mẫu đồng hồ ưng ý, bởi vì khi mà những mẫu đồng hồ đó đã được bán đi rồi thì em sẽ rất là khó để tìm lại cho các bác một mẫu giống như vậy nữa các bác nhé. Ở đây là mẫu Seiko 5 mặt đen. Mặt đen thì màu đen nó thường gắn với cái sự sang trọng, cái sự huyền bí, cái sự bí ẩn. Thì đây là một mẫu Seiko 5 mặt đen với cái mã là D8. Đây em sẽ xoay cái mẫu này ra ánh sáng này, các bác nhìn thấy cái phần mặt bên trong của mẫu rất là đẹp. Mặt đen nó có hơi ánh nâu một chút và đây là phần mặt trải tia. Các bác là mình yêu thích cái sự sang trọng ngoài cổ thì đây là một cái lựa chọn. Mặt mặt sau của đồng hồ đây ạ. Vỏ ngoài của đồng hồ là thép không gỉ. Size mặt của mẫu này thì cũng là size 36.5 đấy ạ. Hai cửa lịch. Lịch bấm các bác nhé. Lịch bấm này. Bỏ qua những cái vết ở cái phần chỉ số của đồng hồ thì đây là một mẫu của đồng hồ mà có cái phần mặt rất là đẹp. Đây phần mặt trải tia này các bác nhìn này. Cái góc 6 giờ này nó có dòng chữ là Made in Japan này. Đồng hồ chạy máy cơ tự động 17 chân kính ạ. Phần máy bên trong của mã D8 đây các bác ạ. Máy bên trong là máy Seiko 5 chính hãng. Thương hiệu Seiko 5 thì hội tụ đầy đủ 3 yếu tố, đó chính là giá trị, niềm tin và độ bền. Và điều này đã được khẳng định thông qua các mẫu đồng hồ của hãng. Những mẫu đồng hồ Seiko 5 mà cả kênh nội cũ giới thiệu thì đều có cái thời gian trên dưới 30 năm và tất cả đều trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Các bác yêu thích mẫu này thì hãy nhắn tin về số Zalo của kênh đồ cũ 0936050424. Mã đồng hồ là D8. Giá của đồng hồ thì em đã để ngay phần miêu tả của dưới video này rồi các bác nhé. Rồi các bác cùng ngắm lại mẫu đồng hồ D8 này. Đồng hồ xưa thì luôn luôn làm cái niềm đam mê bất tận đối với các bác. Có rất là nhiều bác nhắn tin về là các bác mới chơi đồng hồ xưa, mới tìm đến cái niềm đam mê đồng hồ xưa thì các bác sẽ nên sở hữu những cái mẫu đồng hồ như thế nào. Thì hôm nay cả sẽ gợi ý cho bác đây là mẫu Nevada, đồng hồ Nevada của Thụy Sĩ. Một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ xưa với phần máy cơ lên dây 17 chân kính. Các bác có thể để ý giùm em là cái logo của thương hiệu Nevada này. Nó khá là đặc biệt, có cái thiết kế giống với lại cái những cái khiên của những cái Thụy Sĩ, của những cái hiệp sĩ ngày xưa đấy các bác. Chính cái biểu tượng này nó khiến cho cái mẫu đồng hồ trở nên rất là độc đáo. Và nó mang theo cái vẻ khỏe khoắn. Đây ạ, cái phần mặt sau của mẫu Nevada đây. Chỉ với hơn 1 triệu đồng thôi là các bác đã có thể sở hữu ngay cho mình một mẫu đồng hồ xưa Thụy Sĩ cổ chính hãng rồi. Mẫu Nevada này thì có mã là N85 á.
Bác nhớ giùm em nhé, N85, một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ xưa nguyên bản chính hãng. Đây là phần máy bên trong của Nevada, máy ETA chính hãng, dòng máy 2750. Trên thân máy có khắc cái tên thương hiệu là Nevada này. Máy rất là đẹp phải không các bác? Mẫu này có mã là N85. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ Nevada này thì hãy nhắn tin ngay về số Zalo cho cửa hàng kênh đồ cũ các bác nhé. Mẫu đồng hồ Titoni có mã là T40. Mẫu này có mã là T40 các bác ạ. Dòng đồng hồ Titoni Thụy Sĩ chính hãng thuộc dòng E-Master, rất là quen thuộc của các bác đã chơi đồng hồ xưa. Mẫu này thì có cái vẻ ngoài rất là hoài cổ với các đường nét đơn giản, thanh thoát, gãy gọn và đầy mê hoặc. Phần mặt sau có được khắc cái tên thương hiệu Titoni, dòng máy E-Master và bông hoa mai đặc trưng của Titoni. Phần kim các bác nhìn này, kim rất là sáng. Vỏ mặt kính là mặt kính mica thì ở cái phần cạnh này nó đã có một cái vết nứt rồi. Điều này rất là khó tránh khỏi đối với các mẫu đồng hồ xưa có mặt kính mica các bác nhé. Phần dây của đồng hồ đây ạ. Mẫu Titoni này thì sở hữu cái bộ máy Rotomatic 25 Jewel. Bộ máy đồng hồ như thế nào bây giờ em sẽ mở máy ra để các bác cùng xem. Đây là phần máy bên trong của mẫu Titoni này. Đây là máy ETA có mã 28242, dòng máy huyền thoại của các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhé. Thương hiệu Titoni thì luôn luôn là chăm chút cho từng đứa con tinh thần của mình. Và mẫu Titoni này thì đã không phụ lòng của cái người sinh ra nó, đã thể hiện được cái đẳng cấp với cái dòng máy 2824 ETA. Trải qua một khoảng thời gian rất dài, trên dưới 40 năm rồi thì cái đồng hồ Titoni này vẫn có hoạt động rất là tốt. Mẫu này thì có máy cơ lên, có cái phần máy cơ tự động có hỗ trợ có tay các bác nhé. Máy ETA rất là đẹp. Wow, chỉ với hơn 2 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể sở hữu ngay, các bác đã có thể sở hữu ngay một em đồng hồ Thụy Sĩ xưa chính hãng với bộ máy ETA huyền thoại 2824 rồi ạ. Mẫu Titoni T40 vẻ đẹp toát lên từ sự đơn giản tinh tế. Vỏ ngoài là thép không gỉ rất sáng, không có bất kỳ một cái vết tích hoen gỉ nào các bác nhé, rất là đẹp. Đồng hồ Thụy Sĩ xưa. Để xem giá của những cái mẫu đồng hồ trong video ngày hôm nay thì các bác sẽ làm theo hướng dẫn như sau. Đây là cái phần tiêu đề của video, các bác xem ở trên điện thoại phải không ạ? Thì ở ngay cạnh cái phía bên tay phải này nó có một cái hình mũi tên trỏ xuống. Các bác sẽ nhấn vào hình mũi tên đó và ngay lập tức thì cái bảng giá của các mẫu đồng hồ có trong video nó sẽ hiện lên. Đây ạ. Những cái mẫu mà cửa hàng em ghi là đã bán hoặc đã chốt thì tức là đã có người đặt cọc hoặc đã bán rồi các bác nhé. Những mẫu mà còn giá ở đây thì tức là còn đang bán. Còn kênh đồ cũ thì bảo hành 1 năm và miễn ship trên toàn quốc, thì ngay ở bên dưới này em cũng đã để cái hình thức thanh toán tại cửa hàng kênh đồ cũ rồi. Thì các bác vui lòng là sẽ làm theo hướng dẫn này để biết được giá của đồng hồ cũng như cách thức thanh toán tại cửa hàng kênh đồ cũ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của cửa hàng kênh đồ cũ. Thì ngoài kinh doanh về đồng hồ thì cửa hàng Kiên còn kinh doanh về lĩnh vực xe đạp thể thao. Các bác yêu thích các dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình thì hãy lên Google hoặc là YouTube tìm ngay cụm từ là Kiên xe đạp Hải Phòng thì các bác sẽ xem được các mẫu mà cửa hàng Kiên đang bán. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của cửa hàng Kiên đồ cũ.